chào các anh em ngày mới tốt lành. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến anh em một số mật mã bí ẩn trong trò chơi rất nổi tiếng, quen thuộc từ xưa giờ của hãng Electronic Sports, mọi người thường gọi là đua xe tuyệt chiêu, nhưng mà tên gốc của nó là NASCAR Rumble. Mình sẽ vào game option, sau đó xuống phần này và chỉnh qua password. Đầu tiên tôi sẽ chia sẻ password chỉnh có đủ các xe và lái, mở ra cái chế độ lái chuyên nghiệp. Bình thường trò này nó sẽ mới đầu chỉ có 36 đến 39 chiếc xe thôi, nhưng mà khi sau khi chỉnh đủ hai bắt quật này thì sẽ có được tất cả là 56 chiếc xe. Bắt buộc nó như thế này. Rồi, tiếp theo một bắt buộc nữa. Nó như thế này, đây là bắt buộc mở đủ tất cả các xe và đủ tất cả các vòng đua, nói chung là đủ toàn bộ. Đây có những chiếc xe rất dữ dội. Đây, những chiếc xe kinh điển, bình thường phải đua thắng đặt cúp nhiều lần mới mở ra được. Đây, chiếc xe rất dữ dội, mang tên là tên rửa. Tôi sẽ chọn vô và đua đại một đoạn ngắn chơi. Quá nhanh, không có đối thủ nào đuổi kịp. Không cần phải sử dụng đến tuyệt chiêu. Rock and roll. Where'd you walk? Try our secret formula. Don't move it here, buddy. Thôi bây giờ thắng lại, chờ nó lên chơi cho vui. Quá dữ, nó mới chơi tuyệt chiêu mình đấy. Quá dữ dội. Bây giờ đến lượt mình chuẩn bị chơi tuyệt chiêu nó, hãy xem đây. Oh,
nóng quá dữ dội. Tiếp tục chặn nó lên chơi cho vui. Don't you feel special? Don't you feel special? Black Dog takes his teeth. Rồi thì đó là những bí ẩn Tuấn Thắng Bắt Lực xin chia sẻ cùng các anh em. Phần chia sẻ hôm nay đó là kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại Tuấn lần tới. Xin chào.